Tại sao bây giờ đăng ký học lái xe rất là khó khăn? Có nhiều người đăng ký học từ tháng 2, tháng 3, đầu năm 2023 đến bây giờ là cuối tháng 7 rồi mà vẫn chưa được đi học. Thì hôm nay anh cũng chia sẻ với mọi người cái tình hình như sau. Bắt đầu từ đầu năm nay thì cơ quan công an người ta vào thanh tra kiểm tra tất cả các trung tâm đăng kiểm cũng như là các trung tâm đào tạo và thi sát hạch lái xe, và đã có rất là nhiều trường và một số cán bộ ở trên sở đã bị công an bắt và điều tra về những sai phạm. Sai phạm điển hình nhất là theo cái thông tư về đào tạo và thi cấp giấy phép lái xe đường bộ của Sở Giao thông Vận tải ngày 15 tháng 4 năm 2017 thì quy định rõ là một thầy chỉ được dạy 5 học viên một khóa học trong vòng 3 tháng, và hạng B1 thì tổng thời gian học cả lý thuyết và thực hành là 476 giờ. Còn hạng B2 là 588 giờ, hạng C là 920 giờ học thì mới đủ điều kiện để thi cấp bằng. Các bạn có hiểu từng đấy thời gian là phải đi học mất bao nhiêu buổi, bao nhiêu ngày không? Vậy mà suốt từ năm 2017 đến nay thì các bạn học lái xe B2 chẳng hạn thì đã bạn nào là phải đến trường điểm danh và học đủ số buổi, số giờ học như theo quy định không? Và chỉ vì thi cái bằng lái xe mà các bạn phải bỏ hết cả công việc 3 tháng trời để mà đến trường học như vậy, thì mọi người có đến trường để học được đầy đủ như vậy không? Chắc chắn với cái quy định như thế này ấy, mà để mà thực hiện chuẩn ấy, thì chẳng ai thực hiện chuẩn được. Như vậy thì tất cả đã làm sai rồi đúng không? Thế nên là từ đầu năm 2023 đến bây giờ ấy, là cơ quan công an mà người ta vào kiểm tra trường nào là sai phạm hết, chẳng trường nào tổ chức khai giảng khóa học để cấp bằng lái xe cả. Tất cả lý do là nó như vậy đấy. Cho tới cái thời điểm hiện nay ấy, thì cũng có một số trường đang lên cái kế hoạch để tổ chức cho khai giảng khóa học B1 số tự động là cái bằng không chuyên nghiệp. Học viên phải làm đơn để xin tự học ở nhà để giảm bớt cái số buổi đến trường học điểm danh tập trung ở trường. Còn các hạng B2, C, D, E là cái bằng lái xe chuyên nghiệp rồi. Mà nhà trường mà muốn tổ chức cái khóa học thì mọi người phải trực tiếp tới trường, khi đi học là phải điểm danh đầy đủ. Như vậy thì cả nhà trường lẫn học viên rất là khó để mà thực hiện chuẩn theo quy định như vậy được. Thế nên là vẫn đang tạm dừng, chưa tổ chức khóa học cho mọi người đâu nhá. Cái tiêu chuẩn của chúng ta cần là khi cái người mà có bằng lái xe là phải lái được xe an toàn và hoàn toàn hiểu về luật giao thông đường bộ. Như vậy thì chúng ta chỉ cần nghiên cứu và tổ chức giám sát chặt chẽ cái bài thi sát hạch, tăng cái độ khó lên để cái người lái xe phải tốt hơn nữa thì mới được cấp bằng, chứ không phải là quy định phải đến trường điểm danh cho đủ số buổi, đủ số giờ, đúng không? Quy định như vậy ấy thì lại trở về cái thời kỳ bao cấp rồi. Cái thằng giỏi cũng như thằng dốt cũng vẫn phải đến trường học như nhau, làm chậm cái sự phát triển của xã hội và đang làm cho cái nền kinh tế nó tụt lùi mất rồi. Như vậy ấy thì tất cả chúng ta phải chờ cái quy định mới, nó phải phù hợp thì chúng ta mới tiếp tục học và thi bằng lái xe được nhé. Tiết trời khúc có thế, dạy lái vì đam mê.